3 thực phẩm ăn trưa tốt nhất cho người có đường huyết cao. Theo trang Eatingwell, những gì bạn ăn hoặc không ăn vào giờ ăn trưa có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng, giảm đột biến hoặc duy trì ở mức ổn định. Do vậy, thực đơn bữa trưa rất quan trọng. Nếu muốn ổn định đường huyết, bạn nên tham khảo những loại thực phẩm dưới đây cho bữa trưa của mình. 1. Đậu lăng. Đậu lăng rất giàu protein và chất xơ, đây là hai thành phần rất tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu. Theo trang Eatingwell, đậu lăng có thể làm giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn tới 20%. Bên cạnh đó, carbon hydrate phức tạp trong đậu lăng được tiêu hóa chậm hơn so với carbon hydrate đơn giản, nên nó sẽ cung cấp lượng đường ổn định hơn vào máu, không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. 2. Cá hồi. 85g cá hồi nấu chín sẽ cung cấp khoảng 22g protein chất lượng cao cùng với một lượng axit béo không bão hòa lành mạnh. Sự kết hợp giữa protein và chất béo không bão hòa không chỉ hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu mà còn giúp tăng cảm giác no sau khi ăn. Vì vậy, nó rất phù hợp để thêm vào bữa ăn trưa của bạn. 3. Đậu gà. Đậu gà chứa nhiều chất xơ và protein, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Một cốc đậu gà nấu chín chứa khoảng 13g chất xơ và 15g protein. Với chất dinh dưỡng dồi dào như vậy, nó rất phù hợp để thêm vào thực đơn trưa cho người có đường huyết cao.